Dạ xin chào bác sĩ ạ. Là xin chào chương trình. Dạ thưa bác sĩ, nhiều trường hợp F0 thì họ lo lắng về cái tình trạng là họ mất đi khứu giác, mất đi vị giác. Vậy thì bác sĩ lý giải như thế nào về những cái triệu chứng này và nó có nguy hiểm hay không? Cũng như khi mà chúng ta gặp cái trường hợp như vậy thì mình cần phải làm sao ạ? Bản chất của coronavirus đó, nó có thể làm mất khứu giác và vị giác. Đó là đặc tính của nó, khi nó làm tổn thương những cái tạm thời những cái vùng mà mình gửi như là nếm. Và một điều may mắn là đây là không phải là triệu chứng nặng của bệnh. Và điều may mắn nữa là thường cái này xuất hiện ở giai đoạn sau, có nghĩa là giai đoạn cuối của bệnh là nó chuẩn bị hồi phục. Tuy nhiên một số người thấy một mất giác, khứu giác, vị giác thì là tưởng là nó đang nặng thêm. Điều đó là không đúng đâu, nó không phải là triệu chứng nặng. Nó chỉ có triệu chứng là A, đây là triệu chứng khá là điển hình của nhiễm Covid-19. Thứ hai là ở giai đoạn cuối rồi. Thì như vậy mình bình tĩnh, bởi vì nó đã giai đoạn cuối, nó đã bắt đầu hồi phục rồi, thì nên bình tĩnh để mình tiếp nhận nó. Và đa số thì nó sẽ hồi phục trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Có một số trường hợp khác thì lâu hơn một chút. Và lúc đó thì mình chỉ có cái cảm giác là mình đang hồi phục á. Thì khi mà mình mất khứu giác với vị giác á thì nó không có hại. Nhưng mà tới cái lúc á mà mình cần phải nạp năng lượng thì mình sẽ mất đi cái cảm giác là ăn ngon. Và chúng ta biết là lúc đó chúng ta phải ăn ăn vì cái bụng của mình, vì cái nạp năng lượng của mình. Chứ mình đừng nghĩ là ăn vì cái miệng của mình và cái đầu của mình. Tại vì mình không còn cái cảm giác là ăn cái gì nữa, thành ra nó mất đi cái cảm giác ăn ngon. Cho nên phải cố gắng ăn là để hồi phục sức khỏe, để nạp năng lượng. Và đặc biệt khi mình cảm thấy mình khó ăn quá, mình thay đổi thức ăn nó lỏng, đủ năng lượng, dễ tiêu để mình nuốt cho nó nhanh hơn. Và chắc chắn là cái chuyện mà mất vị giác hay khứu giác là nó sẽ hồi phục thôi. Rồi một lúc nào đó mình sẽ được ăn ngon lại thôi, không phải quá lo lắng. Dạ, tức là thấy mất khứu giác vị giác là nên mừng đúng không bác? Đúng rồi, đúng ra là phải mừng chứ không phải lo. Dạ, vậy thì với nhiều trường hợp họ bị dương tính và xác định mình là F0 rồi, tuy nhiên họ chưa xuất hiện bất kỳ những cái triệu chứng gì hết và có những người họ sử dụng paracetamol trước để tránh cái trường hợp bị sốt, thì theo bác có nên hay không ạ? Không cần thiết đâu. Bởi vì đa số những người, mà đặc biệt là những người có chích ngừa rồi đó, thì họ sẽ không có triệu chứng. Cho nên mình không có triệu chứng mình càng mừng, cái tại sao mình chờ triệu chứng tới để mình uống thuốc hoặc uống thuốc ngừa làm gì? Bởi vì cái tỷ lệ đó là chắc chắn là có, và rõ ràng đã có những người họ mắc bệnh mà cũng không biết luôn, rồi cùng họ lây cho người khác xong hết bệnh luôn. Thì cái tỷ lệ ngoài thực tế nó rất là nhiều, cho nên không có việc gì phải uống thuốc ngừa cả. Bởi vì dù mình không xét nghiệm cũng đã tự hết rồi, thì việc gì mình có xét nghiệm mình lại sử dụng xét nghiệm đó, mình sử dụng thuốc khi mình không cần. Một số bệnh nhân mắc Covid-19 thì họ sẽ trải qua những cái giai đoạn mà họ cảm thấy mất ngủ, thậm chí là họ không ngủ được luôn. Nhưng mà cái việc mất ngủ như vậy nó sẽ ảnh hưởng nhiều và dễ khiến mình kiệt sức á. Vậy thì làm sao để mình có thể ngủ được trong cái giai đoạn này thưa bác? Khi mà một người mình mắc Covid mà mất ngủ, nó có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất á là do mình bị cảm, mình đau, mình mẩy, mình không ngủ được. Thứ hai là do mình quá lo lắng, mình không ngủ được. Nếu mình rên, mình mẩy á, mình không ngủ được á, có thể uống thuốc giảm đau. Chứ mình đừng có nghĩ là mình đau đầu nó mới không ngủ được nha. Có nghĩa là tay chân nó rã rồi, nó nhức mỏi, thì mình cũng nên uống thuốc giảm đau để mình ngủ. Để đương nhiên uống thuốc đúng liều đúng lúc. Thứ hai, mình quá lo lắng á, thì mình phải suy nghĩ tích cực hơn ha. Phải coi cái gì đó mang tính hài kịch ha. Coi những cái tin tức khác, đừng nó tối ngày cứ lật ra coi Covid chừng nào hết bệnh, và sau khi hết bệnh cái gì không. Rồi giai đoạn của tôi, mình đang suy nghĩ giai đoạn của tôi giai đoạn nào, nó có biến chứng kia chưa, thì sẽ không bao giờ mình ngủ được hết. Không bao giờ mình ngủ hết. Và trường hợp mình không tập cái suy nghĩ đó được á, thì mình có thể uống thuốc ngủ cho nó qua thôi. Thì thông thường cái thuốc ngủ mà tân dược mình rất là khó kiếm, bởi vì đó là cái thuốc mà thuốc gây nghiện người ta không có bán đâu ha. Thì mình muốn mình có mình uống một hai viên thuốc ngủ chả là cái gì, tại vì chỉ cần ngủ được 2-3 đêm thôi là mình sẽ hồi phục lại thôi. Còn nếu mình kiếm không được á, thì mình cũng có thể uống những cái thuốc ngủ thảo dược người ta chế thành viên, người ta bán rất là dễ, như Mimosa, Rotunda, hoặc là mình sử dụng cái dạng là melatonin, là một cái loại thuốc mà người ta sử dụng cho những người mà đi nước ngoài nó lệch giờ đó, uống thì dễ ngủ hơn, thì mình có thể dùng cái đó rất là bình thường. Em cũng biết một trong những cách để lạc quan hơn là theo dõi trang cá nhân của bác sĩ Khanh. Em cũng thường theo dõi, em thấy sẽ xong lạc quan hơn hẳn à. Dạ, vậy thì bác chia sẻ cụ thể thêm là thông thường thì những cái triệu chứng của Covid-19 nó sẽ xuất hiện theo cái thứ tự nào và theo từng cái giai đoạn, từng khoảng thời gian nó sẽ diễn tiến ra sao ạ? Thông thường á, thì có những người chả có bị gì hết, xét nghiệm ra dương tính mà cũng không bị gì luôn. Cái nhóm thứ hai á, là chả bị gì hết,
khi mình mất mùi mất vị á thì mới xét nghiệm ra là dương tính. Còn nhóm thường gặp nhất á là mình gai sốt 1-2 ngày, sau đó là mình ho chút chút, rồi sau đó mình cũng hết bệnh luôn. Nhưng mà có một số người thì lại sốt rất là cao, có thể 39-40 độ, và sốt trong vòng 48-72 tiếng, bắt đầu ho tức ngực, nặng thở đó. Còn có một số người khác thì bắt đầu sốt, ho, khó thở, tiếp tục sốt, rồi biến ăn, rồi đau đầu đó. Thì những người đó là những người thường thường là những người lớn tuổi và những người có bệnh nền và những người mà quá dư cân thì mới có cái nhóm đó, còn đa số nó thuộc cái nhóm khác. Và thường thường cái bệnh của nó đó, nó sẽ nhiều nhất là nó triệu chứng nó nhiều nhất là khoảng từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Nhưng có một số người thì ngày thứ 5 là ta hết bệnh rồi, tại đó là cái tổng trạng người ta tốt. Còn ngày thứ 5, thứ 8 nó sẽ nhiều nhất, và qua ngày thứ 8 đến ngày thứ 10 nó sẽ lưu dần. Và thường thường là ngày 12, 14 là nó sẽ khỏe trở lại. Thì đó là cái quy trình để mình không có biến chứng gì hết. Còn nếu mình có biến chứng chắc chắn là mình phải chữa lâu hơn. Và có một số người á là sau khi hết bệnh cũng giống như sau mình khi mình hết cảm thôi, mình còn ho túc tắc vài bữa, cứ lâu ho lâu hơi vướng đàm, cũng đừng có lo lắng lắm. Và cũng có một số người ho tới mức hơi nhiều hơn một chút, đó là làm cho mình tức ngực, thì đó cũng là bình thường, bởi vì thông thường sau khi sốt siêu vi nó còn để lại cái đuôi của đó là cứ ho tức ngực tức ngực. Nếu những trường hợp đó thì mình nên lấy cái SpO2 là mình cặp. Mình cặp SpO2 mà mình không thấy nó thấp gì hết đó, thì xem như là mình đã ổn định rồi. Và mình có một số người lại thử cái thở của nó làm sao, nếu mình lại không biết thở, và mình hít thở cho mình cảm thấy mình ngọt, hoặc là mình hít thở sai mình cảm thấy tức ngực, thì mình lại lo lắng. Thành ra lúc đó không cần làm gì cả, cứ nghỉ ngơi tẩm bổ thì mọi việc nó sẽ qua. Bạn em thì cũng mắc Covid-19, nhưng mà bạn em có một cái giai đoạn khó thở, sau đó thì chuyển qua ho rất là nhiều và tức ngực giống như bác chia sẻ. Thì những ngày gần đây thì cái triệu chứng ho đó đã giảm bớt rồi, vậy thì có phải là sắp hồi phục không ạ? Đúng rồi, cái đỉnh của cái cơn ho trong Covid-19 á, thì cái triệu chứng ho nó sẽ hấp chậm nhất, cái triệu chứng vướng vướng cổ và ho hoài nó sẽ chậm nhất, và trong tất cả các bệnh CV nào nó cũng vậy hết. Triệu chứng sốt thì nó mau hết nhất, triệu chứng nhức mình mẩy nó lâu hết thế tiếp theo, và triệu chứng ho nó lâu hết nhất. Và có thể nó sẽ bắt mình hãy ho túc tắc hoài sau đó khoảng 5-7 ngày, thậm chí là 10 ngày, và đặc biệt là mấy người có cơ địa chuyển nó lại càng ho kéo dài hơn. Cho nên mình hãy bình tĩnh chờ đợi chứ đừng có lo lắng lắm. Có một số người lại ngược đời, là mình thấy mình đang bình thường, mình đọc sách cái mình đi chụp phổi, mình đọc tin tức mình đi chụp phổi, mà chụp phổi thì có khả năng là người này đọc khác, người kia đọc khác, thì bác sĩ phán là cái gì hình ảnh gì trong đó, lại lo lắng thêm, lại bàn bắt đầu tức ngực nhiều hơn, lại lo lắng thêm. Và yếu tố tinh thần trong cái người mắc Covid nó rất là quan trọng. Vậy thì sau khi chúng ta đã giảm hết những cái triệu chứng đó và gần như không còn xuất hiện triệu chứng nào nữa, thì người bệnh cần phải làm gì ạ? Lúc đó mình tẩm bổ thôi, mình tẩm bổ và mình xét nghiệm lại để coi là mức độ của mình nó hết chưa, để khi nào mình gia nhập lại cộng đồng, khi nào mình có thể tham gia lại, mình phục vụ xã hội trở lại, và mình tiếp tục, ví dụ như là mình là cái người F0 trước rồi, trong gia đình mình có cái F0 tiếp theo, thì mình chăm sóc họ và mình truyền đạt cái kinh nghiệm cho họ để họ lạc quan hơn trong cái việc mà theo gia đình. Như bác sĩ Khanh chia sẻ thì khi mà chúng ta mắc Covid-19 thì điều quan trọng hơn hết vẫn là giữ được tinh thần lạc quan. Nên hy vọng rằng là quý vị độc giả sau khi xem video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ giữ được cái tinh thần đó để chúng ta có thể chống chọi được với Covid-19 và vượt qua nó một cách dễ dàng. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.